Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh thân gửi lời chào Tây Ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và xin được gửi lời chào Tây Ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Vâng, xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh sẽ có hai phần. Thì trong phần 1, chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề là có những cái thực phẩm chúng ta cần phải biết là mình ăn sẽ hàm lượng bao nhiêu để cho đủ cái lượng canxi giúp ngăn ngừa bệnh loãng xương. Thì cái đó là phần 1. Và Ngọc Khanh xin mời bác sĩ bắt đầu với đề tài. Vâng, thì thưa quý vị, trước đây thì quý vị có nghe mình nói về cái đề tài là bệnh rỗng xương và cách uống calcium như thế nào và một ngày là bao nhiêu milligram, ví dụ như là từ 1.000 tới 1.300 mg tùy theo đối tượng, thưa quý vị. Nhưng mà đó, hôm nay mình muốn chia sẻ với quý vị đó là mình cũng nói về cái cách ăn uống làm sao mình cũng có thể có cái calcium được. Nhưng mà thưa quý vị, trước đây mình chưa có cơ hội nói với quý vị là ăn những cái gì và những cái món nào có bao nhiêu cái chất calcium để cụ thể quý vị có thể nhắm được là mình ăn một ngày có đủ 1.000 cho tới 1.200 mg calcium hay là không. Tại vì thưa quý vị, lát nữa mình với Cộng Khanh sẽ chia sẻ với quý vị là giữa cái calcium mà uống viên thuốc hay là cái calcium mình ăn vào thì hai cái cũng đều có cái lợi và cái bất lợi của hai hai phương án. Nhưng mà mình có thể là sau khi trình bày cho quý vị thì quý vị sẽ có cái lựa chọn là nó sẽ hay hơn, thưa quý vị. Trước khi mà mình trình bày cho quý vị để Ngọc Khanh đoán thử đi. Bây giờ mình uống thuốc thì thấy trước tiên cái quyền lợi đầu tiên là nó quá tiện lợi. Tại có những người nhiều khi vì lý do gì đó không có thời gian đi chợ, cũng không có thời gian mua được rau củ theo cái ý mà chúng ta nên ăn. Nhưng mà thuốc thì nó biểu tượng của nó là con rắn hai đầu. Nó có cái lợi, nó cũng có thể có cái hại, lỡ mà mình uống hơn cái hàm lượng hay là mình uống không đủ. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói về các loại thực phẩm mà giúp giảm loãng xương đó thưa bác sĩ, giờ Ngọc Khanh nói là bác sĩ nói rằng là khoảng 1.200 là đủ cho một cái người lớn bình thường, nhưng mà thực phẩm nhà mình không có cái cân, làm sao mình cân để mình biết là cân bao nhiêu để tương xứng với cái đó ha? Đó, đúng như vậy. Đó thì thưa quý vị, thì Ngọc Khanh đoán rất là đúng. Tại vì đúng như là mình nói là cái thuốc là một cái con số nhất định, mỗi một viên là con rắn hai đầu, được cái này mất cái khác. Thì mình nói về cái được trước đi, thật 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 là nhanh cho quý vị, mình nói này đề tài này rồi. Được cái đó là nó rất là tệ. Vì 500 mg chia một ngày 2 tới 3 lần thì rất là dễ dàng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đó là cái lợi. Và cái bất lợi tất nhiên là nếu mà rất là dễ dàng là vô tình mình uống quá cái mức mình cần, tại vì cái cơ thể mình nó chỉ có chấp nhận được bao nhiêu thôi. Nhưng nếu quý vị mà uống hơn cái mức đó thì nó sẽ đưa tới cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh sạn thận hay là cái canxi từ từ nó sẽ đóng vô những cái thành mạch máu của quý vị, đưa ra bệnh về mạch máu, thì cái đó cũng là cái điều không có hay. Đó là cái về vấn đề thuốc viên. Còn thưa quý vị, nếu mà mình nói về ăn uống là cái đề tài ngày hôm nay đó quý vị, là mình muốn chia sẻ với quý vị. Tại vì như Ngọc Khanh vừa nói là sao mình biết được mình ăn bao nhiêu rõ ràng cụ thể như thế nào, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với quý vị rõ ràng cái vấn đề này. Tại vì đó là cái tâm nguyện mình ngày hôm nay là đưa cho quý vị cái thông tin này. Thì bây giờ trở Mình lại bắt đầu với món thứ nhất. món thứ nhất đi nha, trở lại câu hỏi Ngọc Khanh. Thì bây giờ thường thường á, quý vị hay nghe các bác sĩ hay là những người mà về nutrition hay hướng dẫn là mình nên ăn các loại rau xanh, green leafy vegetable. Thì cái mà thông thường mà hay được nhắc tới nhiều nhất trong cái ngành y liên quan tới calcium á, hay là canxi đó quý vị, đó là cái rau bok choy, thì Việt Nam gọi là rau cải ngọt. Hoặc cái vị mình nghĩ tiếng Việt nó cũng có nhiều cái từ khác nhau, nhưng mà chắc chắn tiếng Anh ở đây chữ bok choy là chắc chắn là mình biết là đúng cái rau rồi. Còn cái thứ hai thì quý vị là rất là người Mỹ ăn rất là nhiều là cái rau kale, mà đúng là người Á Đông cũng ăn rau kale cũng nhiều lắm Ngọc Khanh. Ngọc Khanh không không thích rồi, Không tôi thích thấy hả? cái mùi nó lạ lạ. Là lạ. Tại vì cái rau kale này đó đúng ra nếu mà mình biết cách làm thì nó ăn cũng rất là thú vị, rất là ngon. Và nhiều khi người người Tàu thì họ xào, họ chiên với hành hành mỡ, còn người Mỹ nó làm thành những cái chip, nó để một cái lò, nó rắc tí muối, tí olive oil để một cái lò, nó ra nó cứng như cái chip á, mình ăn như là cái bánh potato chip. Nó có nhiều cách ăn lắm thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, cái rau này nó có cái đặc biệt đó là nó bảo là khi mà quý vị ăn được 67 gram của cái rau này đó thì họ cân nhắc là có khoảng 100 mg canxi trong cái rau này.
chỉ có 67 gram rau thôi mà đã được 100 mg canxi rồi. Như vậy đã Ngọc Khanh, thưa quý vị thì mình sẽ biết thế nào, cái gì cũng thắc mắc là 67 gram là bao nhiêu cái rau này. Thì mình với ở nhà mình lấy tạm một cái đi lột cả vào cả nhà bếp thì kiếm được quả trứng. Thì cái trái trứng này thì nó cũng không to không nhỏ, nó là vừa thôi. Thì thưa quý vị mình cân thử nó là bao nhiêu gram. Thì lúc mình cân lên nó là cỡ khoảng 70 gram. Đó, thì giờ nếu mình thấy là tương đương cái đó sẽ là cái sức nặng của cái số bó rau và rau kale hoặc bok choy. Thì nếu mà quý vị có cái cân thì quá tiện lợi. Nhưng mà cái cân theo mình nghĩ quý vị chỉ cần xài một lần thôi, tại vì khi mình đã cân một lần rồi đó mình sẽ ước lượng được rất là dễ dàng. Một lần thôi quý vị. Còn nếu mà không thì thôi mình cũng đành phải nhắm mắt cầm cái trứng mình nhấc lên coi nó có nặng bằng nhau. Mình cân nhắc coi nó cỡ đó hay không phải không? Yes. Dạ, tại vì nó tương đương thôi. Thì bây giờ Ngọc Khanh nghĩ rằng nó mới là một nắm rau đó. Đó. Mình luộc, mình hấp, mình chiên gì không biết mà nó sẽ ra được là khoảng trọng lượng của trái trứng là coi như mình đã có được 100 mg của canxi rồi. Nhưng mà cái trọng lượng đó là trước khi nấu chứ phải là sau khi nấu. Phải trước khi nấu. Tại vì sau khi mình nấu mình chiên xào nó bốc hơi hết rồi thì nó teo lại còn chút xíu. Nó nhẹ đi rồi thưa quý vị. Nên là nó trước khi nấu. Đó, thì cái đó là quý vị thấy là đơn giản, nếu mà như vậy thì có thể một cái bữa cơm rau đó mình nghĩ là khoảng rất là dễ dàng được khoảng 300 mg. Trong một cái bữa ăn đó không có bao nhiêu hết quý vị. Đó là một cái ví dụ và rất là tốt cho quý vị. Thưa bác sĩ, cái đó là mình nói bok choy. Mình nói rau kale. Rau kale. Cái đó là màu xanh hết rồi đó. Màu xanh hết rồi. Có bông cải xanh không? Bông cải xanh là broccoli. Broccoli đó thưa quý vị, đúng như vậy. Broccoli cũng được lên danh sách là một trong, tại vì thưa quý vị tất cả các rau xanh thông thường đều có canxi hết. Nhưng mà những cái gì mình nói ngày hôm nay đó là nó được lên danh sách là được số canxi nhiều. Chứ không phải là rau xanh nào cũng bằng nhau. Bởi vậy mình nhắc cụ thể là cái rau kale là một, K-A-L-E. Và cái rau bok choy là cải ngòn. Và broccoli đó, thì trong cái broccoli nó có khoảng 60 mg trong 156 gram canxi. Rau 156 gram rau. Mà nó là cái đó thì nó tính là cook, đã nấu rồi, đã nấu rồi chứ không phải là hái tươi. Đó, thì nếu mà quý vị cân nhắc là nếu mà cái số lượng đó thì khoảng bằng hai trái trứng. Nếu mình cân ra thì khoảng hai cái cân nặng của hai trái trứng rau của broccoli là cải xanh. Thì mình sẽ được là thưa quý vị, nếu mình nói bao nhiêu, mình nói là 60 mg của canxi. Đó, thì quý vị thấy là một bữa ăn chỉ có vài đĩa rau thôi là đã đầy đủ cái canxi rồi. Còn một cái nữa, mình đã nói về rau rồi, nói về món khác đi. Món khác đi bác sĩ. Rồi, thưa quý vị thì có cái món này quý vị sẽ rất là quen thuộc, nó là cái tofu, tức là đậu hũ đúng không? Hay có những cái từ gì khác không? Đậu hũ thôi quý vị. Thì cái đậu hũ thì nếu mà quý vị cũng cân nhắc họ tính á, là cái đậu hũ thì để mà họ làm thành đậu hũ thông thường á, họ có dùng cái chất canxi để cho cái lúc mà đang trong cái thời điểm mà chế biến á, cho cái nước đậu nành đó nó cấu kết lại thành ra cái nó kết lại cái đó trước khi họ ép thành cái đậu hũ đó thì quý vị ai mà làm đậu hũ sẽ biết. Thì trong cái họ tính ra đó là khoảng một cái miếng tofu đó là khoảng 113 gram thì có 400 mg canxi. Thì nếu mà 113 gram thì tính ra thì cũng chỉ có bằng hơn hai trái trứng thôi. Hoặc còn hai trái trứng thôi. Thì quý vị đã được 400 vị, quý vị 400 là thôi, đối với mình là con số khủng khiếp, tại vì rất là lớn thôi quý vị, xin lỗi mà khủng khiếp, rất là lớn, tại vì mình một ngày mình cần 1000 mg đi canxi, thì mình ăn có vài miếng đậu thôi, thì quý vị đã hoàn thành được cái ước nguyện của mình. Là ăn như thế nào để đủ canxi rồi đó. Là đủ canxi đó, tức là mình ăn 4 miếng đậu thôi, là có thể lên tới cả 800 rồi. Đó, 800 là thêm vài miếng rau nữa là cả 1000 rồi. Dạ đúng rồi. Cái đó là món thứ hai. Món thứ hai. Rồi nếu mà quý vị nào mà ăn được cái rau okra, tức là rau đậu bắp thưa quý vị, thì đậu bắp nhất nhất á, thì cái đó cũng được lên danh sách là nhiều canxi. Vì họ tính ra là 160 gram thì cũng là phải cũng cỡ khoảng hai trái trứng thôi. Dạ đúng. Theo cân nặng hầu quý vị có cân thì quý vị cứ cân thì có 82 mg chất canxi. Thì như vậy là quý vị thấy là rất là đặc biệt, tại vì đây là những chất canxi. Mình nói về cái lợi cái hại đúng không? Lát mình chia sẻ với quý vị thêm tại sao mình nói cái lợi cái hại. Rồi đó là món thứ ba. Món thứ ba. Rồi còn một cái nữa là nếu mà quý vị nào mà ăn được sữa, tức là dairy product, thì nếu mà nói sữa tươi thì tuy nhiên là có sữa mà nguyên chất hoặc là cái sữa họ đã làm loãng đi hay là low fat thì nó cũng suy giảm chút xíu cái canxi một tí.
Nhưng mà vốn là cái sữa là tự động nó có canxi sẵn rồi, chứ không phải là người ta cho thêm. Nhưng đa số quý vị khi đi mua sữa thì họ đã cho thêm calcium vô cái sữa của mình. Thì họ tính ra đó là 240 ml là có khoảng 300 mg canxi. Thì 240 ml mình có chia sẻ với Ngọc Khanh rồi, Ngọc Khanh nghĩ đoán là bao nhiêu? Cả cái bát cơm mình không? Đúng như vậy Ngọc Khanh. Thì thưa quý vị, ở nhà mình mới chạy đi tìm có cái gì mà quý vị có thể hình dung được. Thì mình nghĩ là gia đình nào cũng có cái chén cơm ở nhà hết. Thì cái bát cơm đó đó, lúc mình đong 240 ml vào đó, quý vị, nó gần bằng cái chén đó. Nó chỉ có vơi khoảng 1 cm thấp hơn thôi. Nên là nó vơi chút xíu thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị đi tưởng tượng coi, nếu mà một ngày nó có 2-3 ly sữa tươi, thì có phải quý vị được từ 600-900 mg canxi không? Thì rất là cụ thể là mình sẽ có đầy đủ canxi trong những cái thức ăn mình vừa nói sơ sơ qua cho quý vị. Vậy là mình có rau xanh nè, rau xanh thì có là kale, broccoli là bông cải xanh, và bok choy. Rồi mình có đậu hũ, mình có đậu bắp. Thì bây giờ mình còn gì nữa không? Còn một cái món nữa, nếu mà quý vị nào mà thích ăn cái trái phết á, là trái sung đó, thì cái phết mà thường họ hay để bán ở chợ mà họ đã phơi khô, sấy khô, thì họ bán á, thì cái phết đó đó họ tính ra đó là nếu mà 149 gram thì cái đó là cũng tương đương là cũng là 2 trái trứng. Đó, cỡ đó thôi quý vị, thì quý vị đã được tới 241 gram canxi. Ăn cơm là coi là quý vị ăn cơm xong ăn chơi vài miếng phết là trái sung, thì quý vị được thêm tới gần tới 240 mấy miligram của canxi. Thì quý vị thấy là quá tuyệt vời. Như vậy thì Ngọc Khanh thấy khi nãy giờ bác sĩ kể như vậy đi, một ngày Ngọc Khanh chỉ cần 3 chén sữa. Nhưng Ngọc Khanh không uống được sữa được thì Ngọc Khanh uống sữa almond, sữa hạnh nhân. Almond cũng có, thưa quý vị, almond thì họ nói là nó có khoảng 80 mg canxi cho 28 gram, tức là 28 gram tức là bằng nửa trái trứng, nửa trái trứng trung bình. Thì cái cân nặng của cái đó là có một rúm nhỏ thôi. Là quý vị đã được là mình nói bao nhiêu là 80 mg canxi rồi. Thì có nghĩa là nếu mà có sữa canxi mà ép thêm nữa đi, thì mình cũng không có. Thưa quý vị, thì thật mình cũng ít khi uống sữa, nhưng mà nếu mà nói ăn cái hạt almond thì mình nghe thấy rất là thích, rất là thú vị. Thì bây giờ dựa trên những gì bác sĩ Bảo Khanh mới chia sẻ thì thì một ngày Ngọc Khanh sẽ có 3 lần uống sữa. Và Ngọc Khanh sẽ ăn giống như là đậu bắp. Xong rồi Ngọc Khanh dùng cơm, xong rồi Ngọc Khanh đổi theo trong tuần. Cứ luân phiên là giữa bông cải xanh, pop choy, đậu bắp, rồi kale. Rồi mình có thể giống như đậu hũ nữa nè. Đó, thì đối với Ngọc Khanh nhiêu đó thôi là cũng là không cần phải uống thuốc rồi hả? Chẳng phải uống thuốc. Mà còn theo quý vị thì sợ thời gian không có đủ đó. Thì mình muốn nhắc thật nhanh cho quý vị là nếu mà quý vị ăn được cái đồ ăn này đó thì nó có rất là nhiều cái lợi. Tại vì mà quý vị biết là nếu mình uống canxi, ví dụ là 500 mg canxi, thì quý vị chỉ được đúng là 500 mg canxi, chỉ có vậy thôi. Mà quý vị có một cái nữa quý vị có thể chưa có biết là khi mình uống cái viên thuốc này vô thì mình sẽ hỏi coi là bao nhiêu phần trăm cái mức canxi này nó vô được cái máu của mình. Nhưng khi mình không hấp thụ được hết đâu. Mình đâu hấp thụ được hết đâu. Mà giữa cái calcium carbonate và cái calcium citrate thì cái mức hấp thụ nó sẽ khác nhau. Nhưng khi mình nói tới cái ăn uống á thì cái mức hấp thụ nó rất là cao. Ví dụ mình trở lại cái bok choy hồi nãy đó, họ tính ra là cái mức hấp thụ là trên 40%. Trên 40%. Mà mình sẽ còn thêm được vitamin khác. Tất cả những cái vitamin khác ngoài ra cái canxi đã được kèm theo. Ví dụ như là những chất khoáng ấy, tất cả các zinc, mineral, iron, các chất sắt đều hút vào cái cây đó. Mình ăn vô thì quý vị được những cái dược tố của các loại rau nữa. Thì nó rất là tốt cho cơ thể quý vị. Nhưng mà cái hay nữa đó quý vị, họ đã tính ra nó cực kỳ là khó để quý vị ăn làm sao mà quá cái mức calcium cơ thể cần. Giờ cái mức canxi mình nói quý vị là nếu mà ăn trên 2000 là quá too much rồi, không thể chấp nhận được. Nhưng mà quý vị không ai mà ăn được hơn cái mức đó, rất là khó. Thưa quý vị, đó là cái lợi. Ngọc Khanh xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Ngọc Khanh rất tiếc là chúng ta phải ngừng phần 1 ở đây, và chúng tôi sẽ trở lại vào phần 2 với cái đề tài là bệnh suy thận mãn tính. Xin mời quý vị tiếp tục giữ lại sóng chương trình và chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức.